Có thể bạn đã biết chuyện công chúa ngủ trong rừng Lọ Lem Bạch Tuyết. Xin chào, bọn tôi muốn mua bánh cưới. Chắc là ba chàng bạch mã hoàng tử đây, cho tôi xem được không? Các cô đều biết cả ba người là một, đúng không? Trời ơi, mắt cô bị sao vậy? Nhưng bạn có biết chuyện của hoàng tử? Con trai, con không chán khi bị tất cả đàn ông nhìn nữa sao? Đồ đập chậu cướp bông. À, thì được mấy em xinh tươi thích bù lại thôi. Món quà của chàng. Không phụ nữ nào có thể cưỡng lại nụ cười và ánh nhìn trìu mến của hoàng tử. Đó là lời nguyện. Vào sinh nhật lần thứ 21, lời nguyện này sẽ phong ấn và tất cả tình yêu sẽ biến mất. Là tội lỗi. Nhưng còn 3 ngày thôi. Hoàng tử Jamin, giờ là lúc con phải chọn ra tình yêu đích thực để giải phóng tất cả lời nguyện. Chuyện nhỏ thôi. Hãy hôn ta để cứu mọi người. Anh chưa bao giờ bị tán vào mặt hả? Chưa có người phụ nữ nào kháng cự lại sự đẹp trai này. Sao chưa? Vụ này lạ lắm mà nghe. Từ những người sáng tạo ra vậy giờ xác định ai trong ba nàng công chúa là tình yêu đích thực. Số phận của Dương quốc đều phụ thuộc vào nó. Dương quốc của anh gặp may rồi, bởi vì tôi sẽ dẫn anh tới chỗ họ. Tại đi thôi nào. Em cùng đón chờ cảm giác thật cho môn một câu chuyện mới. Nhân danh tình yêu quái quỷ gì của cô đó, cứu tôi với. Chuyện về hoàng tử hào hoa. Kế hoạch của anh là gì? Tình yêu đích thực chỉ đạt được khi vượt qua 3 nhiệm vụ bất khả thi. 1. Băng qua ngọn đèo tử thần. 2. Sống sót khỏi bộ tộc ăn thịt người. Chết chắc rồi. Xin chào cưng. Cưng xinh gì mà xinh quá trời à. Dễ thương thiệt. Và 3. Đánh bại con quái vật bất khả chiến bại. Chơi khù máu. Xong phim, vụ này không dễ ăn chút nào đâu. Hoàng tử hào hoa, Galaxy hân hạnh phát hành. Khởi chiếu 20 tháng 4 năm 2018.